Rồi mình qua part 3 question 11 to 20. Look at the sentences below about the Iditarod Trail in Alaska. Đọc những cái câu bên dưới về cái đường mòn Iditarod ở Alaska. Read the text on the opposite page to decide if each sentence is correct or incorrect. Đọc cái bài test ở trang đối diện và quyết định xem mỗi cái câu dưới đây là đúng hay là sai. Đúng mình đánh A, sai đánh B. Quá quen ha. Ok, mình qua bên đây nè, mình đọc, mình thấy the history of the Iditarod, the last great race on earth. Lịch sử của cái Iditarod, cái đường đua mà vĩ đại cuối cùng ở trên trái đất này ha. Mình thấy cái bản đồ của bang Alaska. Rồi câu 11, mình đọc thấy nội dung gì đây. The population of Alaska remained the same throughout the 1880s. Là cái dân số của Alaska thì vẫn giống như vậy, không thay đổi trong suốt những năm 1880. Mình thấy từ khóa 1880 ngay đây ha các bạn. In the 1880, gold was discovered in what is now the most northern states of the USA, Alaska. Vào những năm 1880 thì vàng được phát hiện ở cái mà người ta gọi là cái vùng xa xôi nhất, cái bang, state là bang, xa xôi nhất của miền Bắc của nước Mỹ, đó là Alaska. Ok, mình có từ khóa ha. Rồi tiếp tục, many people came to the area hoping to get rich. Nhiều người đến đây hy vọng để làm giàu. New towns were built and grew quickly. Thị trấn mới thì được xây dựng và phát triển một cách nhanh chóng. Vậy câu 11 của mình nó sẽ là sai, đúng không? Đúng rồi. Dân số đâu có y nguyên đâu. Nhiều người đổ đến thì dân số phải thay đổi chứ. Rồi, ngay bên đây câu 11 mình đánh vô là B. The population of Alaska remained the same throughout the 1880 là sai. Tiếp tục câu 12. For a short time, more people live in Iditarod than in any other city in Alaska. Trong một thời gian ngắn, nhiều người sống ở Iditarod hơn là bất kỳ thành phố nào khác của Alaska. Rồi, mình qua đây mình đọc tiếp ha. Our such town were called Iditarod. Rồi từ khóa của câu 12, which means far distant place, nó có nghĩa là một cái nơi xa xôi ha. This town grew so quickly during 1909 and that it briefly became the largest city in Alaska. Và nó sớm trở thành cái thành phố mà lớn nhất ở Alaska. Như vậy câu 12 của mình nè, trong một thời gian ngắn thì nhiều người sống ở Iditarod hơn bất kỳ thành phố khác nào Alaska là đúng rồi. Ngay chỗ này mình thấy từ khóa Iditarod ha. Rồi tiếp tục, thành phố này có nghĩa là một nơi xa xôi hẻo lánh. Rồi thành phố phát triển nhanh trong suốt 1909 đến nỗi nó nhanh chóng trở thành thành phố lớn nhất ở Alaska, có nghĩa là nhiều người sống ở đó hơn là những nơi khác, đúng không? Ngay chỗ này mình đánh vô 12 ha. Rồi qua câu 13, after 1910 it became possible to deliver letters in winter as well as summer. Sau năm 1910 thì có thể phân phát thư ở vào mùa đông cũng như là vào mùa hè. Ok, mình nhìn thấy dòng cuối cùng của đoạn 1 ngay chỗ này. So in 1910, a winter track were built which would be used by a team of dogs pulling sled. They would take mail, food and clothes to the gold miner. Tức là từ năm 1910 trở đi á, thì một cái đường mòn vào mùa đông được xây dựng. Và điều đó nó được sử dụng bởi một cái đội mà chó kéo xe trượt tuyết ha các bạn. Và chúng nó có thể mang thư nè, đồ ăn, quần áo cho đến những người thợ mỏ. Vậy khúc này nè mình sẽ đánh dấu vô nó là cái câu 13. Và câu 13 của mình là đúng rồi, đúng không? Ok. Câu 13 của mình qua bên đây mình đánh vô là A ha các bạn. Sau năm 1910 thì có thể phân phối thư vào mùa đông lẫn mùa hè tại nhờ các con đường đó. Qua câu 14, when traveling on the Iditarod Trail, driver have to take food for the dog with them. Khi mà đi ở trên cái đường mòn mà Iditarod này thì tài xế phải mang theo đồ ăn cho mấy con chó của họ. Rồi vậy mình qua bên đây mình sẽ thấy ngay cái dòng này nè các bạn. They stop at road houses where the driver could get a warm bed for the night and something to eat for both themselves and their dog. Tức là tài xế có thể đầu tiên là họ ngừng ở những cái nhà ven đường ha, nơi mà tài xế có thể có được một cái giường ấm áp cho ban đêm và một thứ gì đó để ăn cho cả họ và bầy chó. Như vậy tài xế có cần phải đem theo thức ăn cho mấy con chó không? Không ha các bạn. Vậy câu 14 mình là B ha. Ok. Rồi tiếp tục câu 15. In the 1920s, aeroplanes were used more often than boats and dogs.
Năm 1920 thì máy bay được dùng nhiều hơn là thuyền và chó. Ok, mình thấy từ khóa là 1920 ngay chỗ này. Qua đây mình thấy dòng cuối 1920 nè. The three were new every winter until the 1920. Rồi tiếp tục, when aeroplane replaced steam boat and dock team as a main form of transport. Tức là cái con đường mòn này được dùng mỗi mùa đông cho đến năm 1920, khi mà máy bay phản lực thay thế những cái thuyền hơi nước và cái đội chó kéo xe như là cái phương tiện chính, cái hình thức chính của giao thông. Vì câu 15 này của mình sẽ là đúng ha. Ok, từ năm 1920 trở đi thì máy bay phản lực đã được sử dụng nhiều hơn là Bolton. Đó, câu 16. Doctor in Nome has good supply medicine to kill diphtheria. Bác sĩ ở Nome thì đã cung cấp thuốc men tốt để chữa trị cái căn bệnh là diphtheria, là bệnh bạch hầu hả các bạn. Rồi mình qua bên đây mình thấy chữ Nome ngay chỗ này. However, the dog has one last test of fame in 1925. Rồi những con chó này thì nó có cái danh tiếng cho đến năm 1925, when a disease called diphtheria hit the city of Nome. Khi mà một cái căn bệnh được gọi là bệnh bạch hầu đã tấn công thành phố Nome, từ khóa Nome của mình. The disease could be killed, but unfortunately the logic medicine that could be found were in Angle Range, right on the other side of Alaska. Nhưng mà thật là không may, căn bệnh này có thể được chữa trị, nhưng thật là không may, những cái thuốc men mà gần nhất thì có thể được tìm thấy ở Anchorage gì nè, là một ngay ở một cái cạnh khác của Alaska, ở cái bang Alaska vậy. Thì cái Anchorage nó nằm ở bên kia ha các bạn. Như vậy ngay chỗ này câu 16 của mình là những bác sĩ ở Nome này có thể chữa được căn bệnh diphtheria này là sai rồi. Mình chưa cần đọc tiếp, nhưng mình biết thông tin ngay đây là 16, và 16 của mình nó sẽ là B hả. Ok, mình đánh vô là B. Tiếp tục 17. The pilot Carl Elson refused to fly his plane because of the cold weather. Cái phi công tên là Carl Elson đã từ chối bay cái chuyến bay của anh ấy bởi vì cái thời tiết lạnh. Ok, mình qua đây mình kiếm ha. Rồi mình thấy also Carl Elson, the only pilot considered skilled enough to manage the flight, were away on a trip at the time. Là cái ông Carl Elson này nè, là cái phi công duy nhất mà được xem là có đủ kỹ năng để bay cái chuyến bay này, thì lại were away, là bay ở xa rồi, vào cái thời điểm này, không có phải là ông này ông từ chối hết các bạn. Như vậy cái thông tin câu 17 này là sai tiếp. The pilot Carl Elson refused to fly his plane because of the cold weather là sai. Vậy câu 17 mình đánh vô là B ha. Ok, ngay chỗ này mình đánh dấu nè, do ổng ở xa chứ không phải ổng từ chối. Rồi tiếp tục, cái dòng cuối hay lắm cho nên dịch để chút xíu mình coi trở lại cái last test of frame này nè. It were therefore agreed that medicine would be transported using team of dog in tail. Như vậy, người ta mới đồng ý rằng thuốc này phải được vận chuyển sử dụng cái đội chó này thay vì là máy bay. Ở trên này nó có cái câu rất là hay. Các bạn học những cái dạng giống vậy để khi mà mình viết á, thì nó sẽ đưa vào điểm nó cao ha các bạn. Ở đây nè, cái câu này nãy là the dog has one last test of freedom in 1925. Những cái con chó này nó có một cái cơ hội để thưởng thức, nếm cái hương vị danh tiếng. Ok, trời ơi. Cuối cùng vào năm 1925 nha, hay xuất sắc luôn ha. Những con chó này nó có một cái cơ hội để nếm cái hương vị của danh tiếng cuối cùng vào năm 1925. Hay quá. Rồi là tại vì nó chở thuốc thế máy bay thôi chứ gì cứu người, vậy là nó được nếm cái hương vị của danh tiếng. Rồi tiếp tục câu 18. Leonard Cephala's dog were able to lead him safely in his destination. Leonard Cephala's dog là con chó của Leonard Cephala gì nè, thì có thể dẫn anh ấy một cách an toàn đến cái đích đến. Ok, mình thấy toàn là tên riêng, không có rất là dễ paraphrase. Rất là khó paraphrase, tức là không có biến thành cái khác được. Mình cứ thấy ngay cái tên đập vô mắt mình là nó là đọc vòng vòng đó là ra câu trả lời ha. Leonard Cephala, a Norwegian who had come to Alaska looking for gold, travel the first 400 of the kilometer. He had to trust his dog Togo ability to find his way in the
Blinding Nose and Togo turned out to be the reliable guy. Okay, the last part of the journey was done by Gunnar Carson, who had driven dog team in Alaska for 21 years. He led dog were battle. At one point, battle refused to go at any further and saved the team from falling into icy water. The retriever was stopped and battle became a hero. Bạn đọc hết nhanh cái đoạn này để mình mới trả lời được cái câu 18 á các bạn. Tại vì sao? Cái ở đây nó có cái nhân vật con chó của cái ông mà Lehat Sephara này tên là Togo ha. Nó thì quá ra trở thành một cái người dẫn đường đáng tin cậy. Tại vì sao? Cái ông chủ ông đã tin tưởng nè. He had to trust his dog nè. Rồi có khả năng dẫn nguyên cái đội này để đi lấy thuốc trở về. Đấy. Và cuối cùng thì sao? Ở một thời điểm thì Boto đã từ chối đi xa hơn và đã cứu được nguyên một cái đội rơi xuống băng nước nước đá đó các bạn. Thì và thuốc này đã The Theory was stopped và Berto đã trở thành anh hùng, có nghĩa dẫn thành đích đến đến đích về đích an toàn đó ha các bạn. Vậy câu 18 của mình nó sẽ là A. Đúng rồi. Rồi ngay chỗ Berto fell into some icy water but managed to save himself là ngay chỗ này sai rồi, thầy vừa mới dịch xong là đâu có bước tới đâu hả? Cho nên là đâu có bị té xuống. Berto đã bị rớt xuống dưới nước đá. Nhưng mà manage là to save himself là có thể, ở đây là có thể cứu được bản thân anh ấy. Thì không phải ngay chỗ cái dòng này nè. Ở tại một cái điểm Bato đã từ chối đi, tức là cảm nhận cái con thú nó hay lắm các bạn. Nó có cái tính ha. Cho nên là nó thú tính gì đó không phải cái tánh linh, cho nên là nó sẽ từ chối đi nguy hiểm. Ngay chỗ này mình đánh vô 19 ha, là con này nó từ chối nó mới đi thêm, cho nên cứu nguyên một cái đội là không có rớt xuống nước đá, chứ không phải là nó đi nó rớt xuống rồi nó cứu nguyên đội lên là sai. Rồi ngay chỗ này hồi nãy mình đánh 18 mình chưa có đánh. Rồi tiếp tục còn một câu 20. The Iditarod Race take a different route every year là gì? Cái đường đua Iditarod đã thay đổi cái lộ trình khác nhau mỗi một năm. Ok, mình qua bên đây mình đọc ha. Ngay chỗ này, dòng cái đoạn cuối cùng Now's day dog last race he held every year from Anchorage to Nome là chính là cái đoạn đường mà mang thuốc về á các bạn, từ Anchorage cho đến Nome. Following the route up that famous journey in 1925, theo cái tuyến mà nổi tiếng, tuyến đường nổi tiếng của những con chó mà mang thuốc về vào năm 1925 nè. Cái chuyến đi nổi tiếng năm 1925, it's called Iditarod and has become known as the last great race on earth. Nó được gọi là Iditarod và trở nên được biết đến, tức là nổi tiếng bởi cái tên là gì? The last great race. Cái cuộc đua vĩ đại cuối cùng ở trên trái đất. Ok, tức là cái chuyến đường đua đó. Như vậy mỗi năm thì người ta không có thay đổi mà người ta vẫn theo following the route. Như vậy câu 20 của mình tiếp tục là sai nữa các bạn. Câu 18 hồi nãy là con chó này có thể dẫn ông ấy an toàn đến đến, thì bạn phải đọc hơi dài tí xíu ngay đây ha, thì mình mới trả lời được cho câu 18 các bạn, chứ nó không có nằm cụ thể một cái chỗ nào hết. Rồi mình xong part 3 ha.